Điện Tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video này Cân Điện Tử Gia Phát cùng chia sẻ với anh chị về cân điện tử DI-28SS 500kg cân heo thực tế nó như thế nào anh chị ha. Ta đã vừa xem qua cân điện tử DI-28SS 500kg chuyên để cân heo anh chị ha. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video mình nó hữu ích, nó mang đến cho anh chị nhiều cái thông tin hữu ích về dòng cân heo điện tử, thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video mới nhất từ cân điện tử về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa cân điện tử anh chị ạ. Và nếu anh chị cảm thấy cân này nó hữu ích, nó đúng với cái mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị cứ gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, thì cân điện tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.